Tôi nói hổm gài ha, con Kim nó đổi nghề liên tục, hết bán trái cây giờ đổi qua bán mực nữa rồi nè. Mực ơi, mực ta. Tôi nói con Kim này nó chuẩn bị nó hắt nghiệp hay gì rồi, mà cái gì đâu mà đổi nghề liên tục vậy trời. Tôi nói gào quá trời gào luôn, ai mua mực không. Nó gào mà con mực nó sắp sình luôn rồi đó. Ủa mà tôi nhớ là con Kim nó sợ mực mà ta, sao mà bữa nay đổi nghề qua bán mực nó cũng lạ lắm mà nghe. Cái tôi đi đằng sớm về nè, tôi thấy gào quá trời gào rồi. Tôi hỏi mực này bán sao. Mực này bán nhiêu? 50 ngàn. 50 ngàn hả? Con gì mà 50 ngàn với bà? Mình bán nhiều đi bán thì 50 ngàn gì? À, bây giờ bữa nay lấy cho tôi đi ha. Bữa nay bán rẻ cho chị em mình đi. Rồi bữa nào chị em mình ôi, trả tiền ha. Ủa bán mực sao mực bà? Ôi bán mực sao mực? Con chỉ hoài đúng á. Rồi căn thử coi hồi nãy là ở ngoài chợ là... Con mực này ở ngoài chợ hồi nãy là đâu 1,250 kg đó. Mà đem về đây bán còn có 1,2 kg à. Ông nội này la cho lớn lên đi. Tại vận chuyển về đây nó hơi xa tí. Khoảng chừng cây số à. Mà đem về tới đây mắc hết 50 g. Rồi 1,2 kg đúng không? Bữa nào có tiền rồi trả. Ông cố nội này bán không lời được gì chứ mà ông hiếu hoài gì. Hảnh hùng ơi, coi kìa nó tức hay nó giục cái căn luôn. Còn nó lấy thao nó giục luôn. Tôi nghe ầm, cái tôi quay lại tôi nói thôi đi để đó đi. Để chút vô lấy tiền trả cho bà ơi. Ở đó mà bà giục căn giục thao thôi để nó đi, đem đi vô với tôi nè. Mẹ nghe trả tiền cho mẹ mẹ phái. Mẹ chạy ghét vô nhà với tôi. Mẹ nói trời ô con mực khủng lồ quá ba ơi. Mà nhớ nấu một hồi cho ăn với nha. Ủa mày đòi tiền rồi bây giờ mày đòi ăn nữa. Trời ơi mày khôn chứ ở dưới quê tao là khôn giống y chang vậy đó. Rồi mang con mực xong mà để nó đi. Rồi để qua một bên cho nó gáo nước đi. Giờ tôi lên nhà tôi làm nước sốt nè. Bắt cái chảo lên để một tí xíu dầu vô. Rồi tôi cho một tí xíu bơ vô. Bơ này bỏ vô cái chảo nóng cái nó tan chảy luôn ha. Công nhận nó ngộ ghê thiệt chứ. Bơ nó tan chảy rồi tôi bỏ tỏi vô. Rồi bây giờ tôi để 3 muỗng nước mắm cà phê nè. Bỏ nước mắm xong rồi giờ tôi bỏ một tí xíu hạt nêm, thêm một tí xíu bột ngọt. Rồi kế tiếp nữa là 3 muỗng tương ớt nữa đó. Nhớ là 3 muỗng thôi nha. Chứ buồn vui gì cũng để 3 muỗng hết. Bỏ tương ớt xong rồi tôi cho một tí xíu nước lạnh vô. Với lại thêm 2 muỗng đường. Rồi gia vị nó hòa tan rồi bây giờ tôi bỏ xả vô nè. Rồi khuấy cho thiệt là đều đi. Cái nước sốt mình nó sệt lại rồi đó. Tắt bếp rồi bỏ qua một bên. Rồi bây giờ đốt than lên nè. Là bữa nay con mực đó là nướng sốt thái đó. Ơi con mực này to lắm nghe mọi người. Tôi nhìn con mực này tôi cũng thấy ghê rồi đó. Chứ ở đó mà con Kim không sợ mới lạ à. Mà tôi nói nó sợ họ nó ăn thì nó ăn à. Ba con giống y chang như vậy ha. Là có thể lụm hết luôn đó chứ ở đó mà sợ. Rồi giờ con mực nó cũng gần chín rồi nè. Là bây giờ tôi lấy cái tàu lá chuối á, tôi quét nước sốt lên. Tôi nói heo quét nước sốt lên nó thơm gì đâu á. Tôi thấy làm cái nước sốt này ok lắm mọi người. Đâu mọi người làm thử đi thấy im lắm. Rồi giờ mực chín rồi nè. Lên mâm là hai bác cháu tôi review liền nè. Hello cô chú, hôm nay con ăn mực sốt thái luôn. Dạ, ăn hơi. Ăn hơi. Mà cô rấu nè. Ngon. Nhức nhắc ừ. Nhức lá luôn. Cái hàng luôn. Hôm nay mẹ biết con nó buồn đó. Làm gì buồn? Làm gì buồn? Đừng làm gì. Buồn lắm. Chị làm gì buồn lắm. Mà cái này ngon quá buồn không nổi. Sao buồn không nổi? Ngon quá là buồn không nổi hả? Nó đã. Cái nó luôn. Ai nghĩ coi đi nửa đêm rồi đó. Coi mà hèo hoài.